Người phụ nữ này chính là một bà mẹ đơn thân, vì suốt ngày chỉ thích nướng khoai bằng cái lò hư hỏng, nên chồng cô đã không chịu được mà phải ly dị. Từ đó trở đi cô sống cùng cậu con trai, nhưng cũng thường xuyên không quan tâm tới con, mà chỉ đắm chìm vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng các nhân tình mà cô quen biết. Cô có thể làm tình nguyện với bất kỳ gã đàn ông lạ mặt nào, miễn là làm cho cô lên tới được đỉnh núi. Khi hết tiền tiêu, cô lại lợi dụng chính con trai của mình để đi xin tiền chồng cũ, hoặc mặt dày dẫn con về nhà ngoại xin tiền bố mẹ đẻ. Vậy cuộc sống của cô cùng đứa con trai tội nghiệp này sẽ đi về đâu? Tương lai của đứa trẻ sẽ như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim với mình nha! Akiko là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp. Sau khi ly hôn, cô một mình sống với con trai Suai. Nhưng cô chơi bời lêu lỏng, không làm việc, sống nhờ vào tiền trợ cấp của chồng cũ và chính phủ. Tiêu hết rồi thì cô trở về nhà đói. Cha mẹ và em gái bị tổn thương sâu sắc. Lần này mẹ cô không cho cô tiền dù nói gì đi nữa. Sau một hồi cãi nhau ồn ào, Akiko lại dẫn theo Suai đến phòng game để đánh bạc. Ở đây, cô tình cờ gặp Ryo, một người làm công ở quán trọ. Hai người vô cùng thân mật, nhanh chóng xác nhận quan hệ ở với nhau. Suai nhỏ tuổi còn phải hầu hạ hai người họ ăn uống. Cậu giống như người hầu, bị gọi tới gọi lui. Hai người đang yêu đương say đắm muốn ra ngoài chơi. Akiko vứt Suai cho kẻ dự phòng của mình, công chức Tamori. Mặc dù Tamori không đưa Suai đến nhà mình ở, nhưng lại chuẩn bị sẵn thức ăn cho cậu. Điện và ga trong nhà đều hết, Suai cũng không thể pha mì ăn được, chỉ có thể ăn mì tôm sống. Akiko gọi điện tới bảo cậu mau chóng gửi tiền cho mình, không hề quan tâm Suai một mình sống trong bóng tối như thế nào những ngày này. 6 ngày sau, Akiko tiêu hết tiền rồi mới trở về nhà. Nhìn thấy Suai ở nhà một mình, cô nảy ra suy nghĩ. Cô thực sự xúi dục Suai buộc tội Tamori quấy rối mình và dùng việc này để uy hiếp tống tiền 100.000 yên. Uy hiếp Tamori nếu không đưa tiền thì sẽ đến đơn vị của anh ta quấy rối. Đối mặt với hành vi vô sỉ này, Tamori đành dẫn họ trở về nhà lấy tiền. Đợi một hồi lâu họ không thấy anh ta cầm tiền xuống. Ryo lên tầng thúc giục, hai người liền đánh nhau. Trong lúc xô đẩy, dao găm đâm vào người Tamori. Hai người sợ hãi, cho rằng xảy ra án mạng liền dẫn Suai chạy trốn cả đêm đến một thị trấn rất xa. Ryo dọn dẹp nhà tắm công cộng để nuôi dưỡng mấy người họ. Nhưng chút tiền này căn bản không thỏa mãn được Akiko. Cô gọi điện cho cha mẹ để vay tiền, lại bất ngờ biết được Tamori chưa chết dường như cũng không kiện họ. Họ không cần trốn khắp nơi nữa. Hai người vô cùng vui vẻ. Ryo cũng không làm việc nữa, lấy trộm tiền của sếp rồi chạy trốn cả đêm. Ba người ở khách sạn, họ làm việc gì cũng không bao giờ né tránh Suai. Suai cũng luôn nghe lời, âm thầm quan sát tất cả chuyện này. Ban ngày Ryo ra ngoài kiếm tiền, Akiko gửi hành lý ở quầy lễ tân. Cô nhìn ông chủ trẻ tuổi thì không nhịn được bông đùa. Cô luôn tự tin về sức hấp dẫn của mình. Quả nhiên ông chủ lúng túng, sau đó lại là vở kịch vay mượn hàng ngày. Akiko bảo Suai tìm tới cha, lấy lý do nhà trường đi du lịch đòi 30.000 yên. Nhưng cha cậu chỉ là người làm công ăn lương bình thường, mỗi tháng phải trả phí nuôi dưỡng cho Akiko cũng không còn lại mấy. Nhìn thấy con trai run rẩy yếu ớt, anh hỏi con trai, con có muốn sống cùng cha không? Suai lắc đầu, con muốn ở với mẹ. Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn đưa hết tiền trên người cho Suai. Chút tiền này chả đáng làm gì cả. Akiko lại bảo Suai đi tìm em gái mình xin tiền. Em gái thấy Suai đáng thương thì vô cùng đau lòng. Cô cũng hiểu rõ đây lại là ý của Akiko. Cô nói với Suai, bảo cô ta trả 20.000 yên cho gì đã rồi hãng tới vay. Nói xong liền cứng rắn đẩy Suai ra khỏi cửa. Quả nhiên Akiko đang chờ ở dưới lầu. Em gái tức không chịu nổi đi ra, ném một sấp tiền lên người Akiko. Akiko không có phản ứng gì cả, chỉ cười một tiếng rồi nhặt tiền dưới đất lên. Không lâu sau cô phát hiện mình mang thai, nhưng Ryo không kiềm chế nổi cơn giận, cãi nhau với Akiko. Suai chạy tới bảo vệ mẹ nhưng lại chẳng ăn thua gì. Akiko thà chịu đau khổ cũng không muốn phá bỏ đứa con. Ryo dứt khoát vứt bỏ hai người và một mình rời đi. Tiếng cãi vã khiến ông chủ lên kiểm tra. Sau khi Akiko tách Suai ra, bắt đầu bắt lấy con mồi đã trêu chọc nhiều ngày. Hai người nhanh chóng lăn lộn với nhau, nhưng ông chủ lại không sắp xếp chỗ ở cho họ như những gì cô muốn, mà chuẩn bị cho họ một cái lều nhỏ. Suai im lặng nhìn mẹ mình oán trách chửi bới, không kiếm được của hời nào từ chỗ ông chủ. Cô bảo Suai tới nhà bà ngoại xin tiền. Giống như em gái, cha mẹ cũng nhìn rõ vở kịch này của cô. Lúc nghe nói Akiko lại mang thai, nhưng không rõ cha ruột, mẹ cô tức đến mức òa khóc. Tao chịu đựng đủ rồi đấy, tao không bao giờ dạy ra loại người như nó. Không phải là phá sản thì lại là mang thai. Nó thật sự khiến tao thất vọng quá rồi. Suai im lặng đứng ở cửa nhìn bà ngoại khóc hét, muốn đoạn tuyệt quan hệ với họ mà không nói lời nào. Mặc dù cuộc sống rất nghèo khó, nhưng Akiko vẫn kiên quyết đẻ đứa trẻ, là một bé gái tên là Fuyuka. 5 năm nay,
ba mẹ con sống đầu đường xó chợ ở cùng kẻ ăn xin. Hôm đó, bên trợ cấp chính phủ tìm tới họ muốn giúp họ. Sau khi chữa trị miễn phí cho Akiko đang sốt thì cô muốn dẫn Suai và Fuyuka rời đi, nói gì cũng không đồng ý nhận cứu trợ. Cô luôn cho rằng con do mình sinh ra nên nuôi thế nào là chuyện của mình, không cần người khác chỉ trỏ. Nhưng nhân viên nói với cô, nếu không thể đảm bảo cuộc sống cho con cái sẽ bị cướp đoạt quyền nuôi dưỡng. Lúc này Akiko mới bình tĩnh lại, nhận cứu trợ, họ sắp xếp một chỗ ở cho ba mẹ con họ. Mặc dù nhỏ nhưng không cần ở đầu đường xó chợ nữa. Nhân viên xã hội Aya thấy anh em Suai dường như thấy mình hồi nhỏ, còn liên hệ trường trung học miễn phí cho Suai. Điều này khiến Akiko rất phản cảm. Suai là con của cô, người khác dựa vào cái gì mà quan tâm. Nhưng Suai rất thích những thứ này. Bầu không khí êm dịu, thầy cô bạn học đều rất tốt, không cần đi khắp nơi xin tiền, cũng không cần lang thang khắp nơi. Buổi tối còn có thể dạy em gái đọc sách nhận biết chữ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy niềm vui nên có ở tuổi này. Nhưng lúc này người đàn ông vứt bỏ Akiko năm đó quay về. Akiko tức giận xông đến đánh anh ta, đuổi anh ta đi. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ. Lúc bắt đầu còn chung sống hòa thuận, hôm nay Akiko lôi kéo với một người đàn ông vừa hay bị Rio nhìn thấy. Anh ta lập tức nổi giận, hai người lại xảy ra tranh chấp. Nhưng cho dù như vậy, Akiko cũng không muốn rời khỏi anh ta. Aya nhìn thấy mọi chuyện này, cô cảm thấy buồn cho hai đứa trẻ. Cô dẫn hai anh em ra ngoài ăn cơm. Nhìn thấy Aya đang viết hóa đơn, Suai hỏi tên của cô viết như này sao? Aya thấy dáng vẻ cố gắng nhận biết chữ của cậu thì cười. Tương lai em muốn làm gì? Ước mơ là gì? Suai mơ màng không biết trả lời. Qua một lúc cậu hỏi Aya vì sao làm công việc này. Aya rơi vào hồi ức. Môi trường trưởng thành của cô rất giống Suai, đều nhờ người tốt bụng mới đi tới ngày hôm nay. Nói đến đây, cô dừng lại, trưởng thành rất có ý nghĩa. Em có thể thử rời khỏi mẹ mình, tự sống cuộc sống của mình. Suai im lặng suy nghĩ, Aya như một ánh sáng, mặc dù yếu ớt nhưng lại sưởi ấm Suai mọi lúc. Cô thấy cậu thích đọc sách, đã gửi tới rất nhiều sách. Suai rất vui vẻ, nhưng Akiko lại không cảm kích. Cô ghét bất kỳ người nào quan tâm con của mình ngoại trừ mình. Nói ra những lời gay gắt với Aya và từ chối nhận sách của cô ấy. Suai muốn đuổi theo nhưng lại bị Akiko ngăn lại. Cậu cứ thế trừng mắt nhìn ánh sáng kia rời đi, còn mình chỉ có thể im lặng cúi đầu. Cậu vốn cho rằng sẽ có cơ hội gặp lại Aya, không ngờ họ lại trở về cuộc sống lang thang khắp nơi. Rio vay nặng lãi không trả nợ được, Akiko muốn trốn nợ cùng anh ta. Suai muốn ở lại đi học. Akiko và Rio cực kỳ mỉa mai, con cho rằng cô nhân viên kia thích con sao? Mẹ không biết cô ta nói gì với con, nhưng cô ta rất ghét con, còn nói trên người con có mùi hôi. Ánh sáng trong mắt Suai dần biến mất. Những lời này đã phá vỡ lòng tự trọng cuối cùng của cậu từng chút một. Cuối cùng cậu để lại một dòng chữ cho Aya rồi lại dẫm lên con đường lang thang. Nhưng giữa đường lưu lạc lại gặp rắc rối. Những kẻ cho vay nặng lãi đuổi theo gắt gao, khiến Rio vứt bỏ Akiko lần nữa. Sự bỏ rơi của anh ta ngoài việc khiến Akiko hoảng sợ về ngoại hình của mình, còn chút hết mọi giận dữ lên người Suai, sau đó lại ôm cậu khóc lóc. Những ngày sau đó, Suai có thể ra ngoài làm việc rồi. Nhưng Akiko không quan tâm Suai kiếm tiền vất vả bao nhiêu. Không biết xấu hổ bảo cậu tìm ông chủ tạm ứng tiền công, nhưng tốc độ kiếm tiền của Suai luôn không thể đuổi kịp được tốc độ hoang phí của Akiko, thậm chí không ngừng ép Suai đi ăn trộm đồ của công ty. Ông chủ đối xử rất tốt với Suai, đây là lần đầu tiên cậu cãi lại mẹ, con không thể làm vậy, mẹ đừng đánh bạc nữa. Nhưng Akiko rất biết cách khiến cậu thỏa hiệp, nếu không làm như vậy có thể một ngày Fuyuka và mẹ sẽ biến mất. Quả nhiên Suai làm theo. Nhưng không bao lâu cậu bị ông chủ bắt ngay tại chỗ. Ông chủ vô cùng tức giận nhưng cũng hiểu rõ đây đều là do mẹ cậu ép buộc và sai khiến. Cô mới là mẹ mà phải không? Cố gắng vì con cái đi. Nấu cơm, nuôi chúng đến khi chúng trưởng thành. Đó mới là việc mà người mẹ nên làm. Mặc dù bị chửi gay gắt như vậy, nhưng ông chủ vẫn là người tốt bụng. Chẳng những không cho họ đi tù, ngược lại còn mời ba mẹ con đến nhà ăn cơm. Còn tìm cho Akiko một công việc dọn dẹp văn phòng. Akiko biểu hiện rất tốt bụng và hiền dịu. Lúc trên bàn ăn, sau khi biết được vợ ông chủ đã qua đời, lại dấy lên ý nghĩ xấu. Luôn luôn dụ dỗ trêu chọc ông chủ ở nơi làm việc, vốn dĩ sẽ tiếp tục như này thì có thể qua được từng ngày tháng. Nhưng Rio mất tích vẫn luôn gửi tin nhắn cho Akiko. Giúp anh với, nếu không có 500.000 yên vào ngày mai, họ sẽ giết anh mất. Akiko nhìn chằm chằm vào két bảo hiểm của ông chủ. Sau khi mấy lần đưa ra ám thị, ông chủ cuối cùng cũng cắn câu. Hai người đắm chìm trong tình yêu. Akiko lấy được thứ mà cô muốn, chìa khóa két bảo hiểm. Nhưng cô không ra tay mà để Suai làm. Suai cảm thấy làm như vậy không đúng. Trong két bảo hiểm chẳng có mấy đồng tiền, nơi này cũng không thể ở lại tiếp được. Ba người lại bước lên con đường lang thang. Bọn họ không nhà để về giống như kẻ ăn xin ở trên con phố nhộn nhịp. Thế giới
giới rộng như vậy, Akiko cảm thấy tuyệt vọng. Cô đột nhiên nảy ra suy nghĩ điên rồ và gan dạ. Chỗ nhà bà ngoại có tiền, nếu họ biến mất thì chúng ta có thể lấy tiền. Suai ồ một tiếng rồi tiếp tục im lặng, nhưng Akiko lại không buông tha cậu. Cô cứ ép hỏi, con làm được không? Mặc dù biết mình không thể thay đổi quyết định của mẹ, Suai vẫn gian nan hỏi, nhất định phải như vậy sao? Akiko thương hại liếc nhìn cậu, quay người tiếp tục đi. Suai luôn đứng khom lưng như vậy, giống như chưa bao giờ đứng thẳng người. Akiko vẫn ở bên cạnh ép hỏi, con cần bao lâu? Suai nói khoảng một tiếng, lâu quá. Nhưng Suai lại nghĩ không biết ông bà ngoại có nhận ra mình không? Bà ngoại nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở ngoài cửa có chút không chắc. Suai à, bao năm không gặp, hai người già vô cùng vui vẻ. Họ giữ Suai ở lại ăn cơm. Ông ngoại hỏi đứa trẻ mà Akiko mang thai năm đó. Suai nhìn ông bà vui vẻ nhớ đến chuyện tiếp theo phải làm. Suai không thể ngẩng đầu lên được. Nghe thấy tiếng bà ngoại đang bận rộn trong bếp, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy vào bếp. Không lâu sau nghe thấy tiếng bà ngoại hét thảm. Ông ngoại cũng đi vào kiểm tra. Tất cả đều kết thúc rồi. Suai khắp người đầy máu như một con ác quỷ cúi đầu đứng trước mặt Akiko. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành phá án. Sau 5 ngày điều tra thẩm vấn, công tố viên nhận ra Suai rất thông minh ham học. Nếu không phải do bị Akiko ép buộc, cậu sẽ không giết người. Nhưng Akiko phủ nhận rằng mình xúi dục giết người. Do lúc đó cô không có mặt tại hiện trường, lại không có chứng cứ xác thực. Trừ khi Suai chỉ ra cô, nếu không thì không ai định tội cô được. Nhưng sau khi Suai nghe thấy sự phân tích của luật sư thì im lặng rất lâu. Cuối cùng cậu nhận hết tội lỗi về mình. Cho dù luật sư khuyên can thế nào, Suai vẫn không lên tiếng. Akiko thậm chí khỏi phải nói. Cuối cùng, Suai bị kết án 12 năm tù. Akiko bị kết án 2 năm 6 tháng, án treo 3 năm. Aya đến thăm Suai, nhưng nhìn thấy chàng trai trước mặt, cô không biết mình nên mở miệng thế nào. Ngược lại Suai lại hỏi tình hình hiện tại của em gái. Khi cậu biết Fuyuka được sắp xếp vào một gia đình nội trú, cậu dường như thở phào nhẹ nhõm. Em không muốn cuối cùng em ấy lại giống như cháu. Aya hỏi cậu vì sao lại nhận hết mọi tội lỗi. Trên mặt Suai lại có vẻ nhẹ nhõm. Em cảm thấy như bây giờ rất tốt, có thể ăn cơm đúng giờ, có thể đọc sách và học hành. Aya không tin đây là cách nghĩ chân thực trong lòng cậu. Sự thật rốt cuộc là gì? Suai dừng lại. Em rất yêu mẹ, cho dù bây giờ cũng vậy sao? Vậy em nên làm gì đây? Một mình bà ấy không thể sống được. Aya buồn đến mức suýt khóc. Em nói là em một mình làm mọi chuyện, nói dối là việc xấu. Suai rất bình tĩnh, nhưng từ khi em sinh ra mọi chuyện đã không tốt rồi. Yêu mẹ em là điều xấu sao? Sau đó Aya đến thăm Akiko. Cô kể lại cuộc trò chuyện của mình nói với Suai. Em ấy nói em ấy rất yêu cô, cho dù hiện tại cũng vậy. Người mẹ từng mặc ý làm bừa bây giờ chỉ ngồi thẫn thờ với đôi mắt trống rỗng, luôn lẩm bẩm. Suai và Fuyuka đều là của tôi. Bộ phim Mother được chiếu năm 2020. Tổng thể, xuyên suốt cả bộ phim đều là cảm xúc nghẹt thở. Càng khiến người ta buồn hơn là bộ phim Mother được chuyển thể từ một vụ án có thể xảy ra ở thành phố Kawaguchi, Nhật Bản, mà hung thủ lại chính là cháu ngoại 17 tuổi của họ. Sau khi điều tra ra sự thật chàng trai bị mẹ xúi dục, bộ phim bi thảm đời người được đạo diễn Omori đưa lên màn ảnh lớn. Đó là một lời cảnh cáo cũng như một sự phản ánh. Rất nhiều cư dân mạng đều nói tình tiết bộ phim nối tiếp nhau, mỗi người đều có cách nhìn và suy nghĩ khác nhau. Trên thế giới này đều có vô số kiệt tác văn học ca ngợi tình mẫu tử, ca ngợi người mẹ. Rất khó tưởng tượng một ngày nào đó hình tượng người mẹ sẽ được thể hiện theo cách này. Akiko chìm đắm trong trị lạc, không có tinh thần trách nhiệm, lại luôn công khai tuyên bố quyền lợi làm mẹ của mình mọi lúc. Cô dùng thân phận người mẹ biến Suai thành con rối của mình. Một khi chống lại thì nắm chặt đạo đức lần nào cũng đúng. Càng đáng buồn hơn là Suai lại muốn vào tù đi tìm quyền tự do của mình. Kết thúc bộ phim, người mẹ chỉ bị kết án 2 năm. Không biết khi cô ta ra tù, cuộc sống nào đang chờ đợi Fuyuka đây? Là một người mẹ thứ hai, hay là một Suai thứ hai? Nghĩ đến đây thôi tôi liền cảm thấy nặng nề. Tôi chỉ hy vọng mọi người đều sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Ok, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Hãy nhớ like, subscribe, mở thông báo nhé. Hẹn gặp các bạn lần sau.